post trên Instagram đạt 5 triệu likes trong 14 giờ, giải mã lý do búp bê sống Lisa khiến giới trẻ phát cuồng. Tấm ảnh gần đây nhất mà cô em út nhà Blackpink post lên Instagram đã cán mốc 5 triệu likes chỉ sau vỏn vẹn 14 giờ đăng tải, tự phá vỡ kỷ lục 16 giờ do chính cô thiết lập trước đó. Nguồn, Facebook Gardens Lisa Việt Nam Sở hữu gương mặt và thân hình hoàn hảo cùng những bước nhảy vạn người mê, Lisa không chỉ là mưa làm gió cùng gơn ban số một Hàn Quốc Blackpink, mà còn tỏa sáng ở bất kỳ lĩnh vực nào mà cô tham gia. Cùng điểm lại những lý do khiến nữ thần người Thái lại khiến các fan trên thế giới đổ rầm rầm nhé. Biểu tượng thời trang mới. Dù có phải là fan k pop hay không, bạn cũng không thể không theo dõi Lisa, bởi phong cách thời trang của búp bê 23 tuổi này là điều mà bất kỳ cô gái nào cũng phải học hỏi từ thời trang sân bay năng động đến outfit sơ style giản dị hay phong cách thảm đỏ sang chảnh thời thượng dù xuất hiện trong trong hoàn cảnh nào thì lisa cũng biết cách thu hút mọi ánh nhìn được mệnh danh là biểu tượng thời trang mới của K-pop, những trang phục cho đến phụ kiện mà lisa khoác lên mình đều nhanh chóng trở thành hot trend và rơi vào tình trạng cháy hàng trên khắp các mặt trận khiến cô được các fan ưu ái tặng cho biệt danh thánh xôn ao dù là áo tay bồng nữ tính hay denim bụi bặm bất kể ai tâm gì khoác lên người lisa cũng cháy hàng trong một nốt nhạc một bí quyết khác khiến Lisa lọt top 10 nhân vật có gu thời trang ảnh hưởng nhất thế giới 2019 đó là việc hiểu tầm quan trọng của các phụ kiện. Không chỉ tập trung vào quần áo, Lisa còn không tiếc tiền đầu tư vào các phụ kiện để tôn vinh tối đa những bộ cánh mà cô nàng mang trên người. Một bức ảnh triệu like khác trên Instagram của Lisa thời gian qua khiến các chị em công sở điêu đứng, với gợi ý phối đồ chất lơ, cho dân văn phòng với sơ mi kẻ sọc classic cùng quần jean trẻ trung, và chiếc lắc đen dáng phong bì của Egaven Eta. Dù xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng bông hồng Thái vẫn khéo léo thể hiện đẳng cấp với chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Quartz 33mm có giá hơn 1 tỷ đồng. Mẫu đồng hồ Royal Oak Frosted Go quyến rũ nhờ nghệ thuật chế tác tạo ánh lân như kim cương độc quyền từ thương hiệu danh tiếng Audemars Piguet cũng được Lisa trưng dụng thường xuyên. Dù được không ít sao thế giới ưa chuộng trong đó có cả Chen Kylie Jenner, nhưng không thể phủ nhận khả năng mismatch chiếc item đắt đỏ này. Với trang phục thường ngày, của Lisa khiến cô nàng lúc nào cũng tỏa ra thần thái ngôi sao người người. Lisa cũng khiến các fan trầm trồ về độ chịu chơi khi diện hàng chiếc đồng hồ tiền tỷ chỉ để đến phòng thu thăm cô bạn Somi, hình mẫu về sự thành công từ nỗ lực phi thường. Ngày ngày 8 tháng 6 vừa qua, các fan của Lisa dần dần chia sẻ lại khoảnh khắc cách đây, tròn 4 năm khi tên Entertainment công bố 4 thành viên của nhóm nhạc mới sắp ra mắt. Đó cũng là lần đầu tiên cái tên sơ mãn Oban được công chúng biết đến và ghi dấu ân khi là cô gái ngoại quốc đầu tiên hoạt động dưới ngôi nhà IG. Kiên trì theo đuổi ước mơ và nỗ lực không ngừng nghỉ để đi đến đích, hành trình mà cô gái ngoại quốc 14 tuổi chân ướt chân giáo đến Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ của mình, xứng đáng là bài học cho bất cứ ai mong muốn chạm đến thành công vượt qua 3999 cô gái thái khác từ vòng audition tại quê nhà, Lisa giờ đây đã trở thành một ngôi sao có sức ảnh hưởng quốc tế và trở thành hình mẫu về thành công mà mọi cô gái trên thế giới hướng tới. Vẫn biết thế giới giải trí nhiều khắc nghiệt, nhưng Lisa luôn chiếm trọn tình cảm của fan hâm mộ bằng hình ảnh một cô gái siêu ấm áp với nụ cười tỏa nắng. Chính năng lượng tích cực và nỗ lực làm việc hết mình đã khiến cô em út nhà Blackpink chưa bao giờ lép về trước các đàn chị mà ngược lại. Con đang trên đường trở thành con cưng số 1, con gà đẻ trứng vàng cho nhà IG. Chẳng thế mà sau khi hay tin Lisa bị lừa 19 tỷ, các fan lại càng đồng lòng ủng hộ cô gái trẻ này. Cùng chúc cho cô búp bê người Thái mau chóng vượt qua cơn khủng hoảng này và trở lại mạnh mẽ, hơn nữa với các hoạt động nghệ thuật sắp tới nhé. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.